trực tiếp điều khiển giao thông là làm gì? Là sửa đèn giao thông á. Rồi bên này ông xuống đâu về vậy? Sửa ống nước. Đó. Mình có ống nước hư không? Bậy bậy bậy. Ống tôi thông dữ lắm. Thông ống hả? Không rồi. Thông ống bữa nào chập điện qua đây. Tôi chích cho bình thường lại. Chúc mọi người tập này cười cho đã. Và sẽ chép tuần thách thức danh hai. Hai giọng giọng nào cũng thơ, nó tròn do không có giọng nè. Không có ba giọng mà giọng nào cũng tròn hết. Vui nhẹ rồi đó. Bé ơi, anh nhìn vào mắt em, anh thấy điều đó. Em thích Giang đúng không? Dạ, người mà em thần tượng là anh Trường Giang. Cho em gần Giang thêm chút nữa. Theo cái cô nhả ra nhả vô gì đó. Tôi thấy tôi giống như là một trò đùa của xã hội vậy. Đúng rồi. Đón xem tập 10 thách thức danh hài phát sóng vào lúc 20:30 ngày 24 tháng 1 năm 2018 trên kênh HTV7.